Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cuộc chiến ở Biển Đỏ có thể nói rằng được thắp cháy ban đầu bởi các hành động quân sự Mỹ muốn bảo vệ các tàu hàng khi qua khu vực này. Và từ đây, các địa điểm căn cứ của lực lượng Houthis hay liên quan đến trở thành mục tiêu tấn công bởi tên lửa Mỹ. Nói bật, có thể nói đến việc Mỹ và Anh tiếp tục tấn công Houthis trong khu vực của Yemen, dùng các phương tiện trên không và mặt đất tấn công ít nhất 30 mục tiêu của nhóm vũ trang này tại 10 địa điểm ở Yemen. Theo đài CNN, máy bay chiến đấu FA-18 xuất kích từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đi không kích các mục tiêu Houthis. Các tàu khu trục USS Reveille và USS Kearny của Mỹ tại Biển Đỏ nã tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu của Houthis. CNN dẫn lời một quan chức cho biết, các mục tiêu bị tấn công bao gồm cơ sở chỉ huy và kiểm soát, một cơ sở lưu trữ vũ khí dưới lòng đất được Houthis sử dụng để nhắm vào các tàu vận chuyển quốc tế. Theo hãng tin AP, đây là lần thứ ba Mỹ và Anh mở đợt tấn công chung nhằm vào Houthis tính từ lúc cuộc xung đột ở Biển Đỏ nổ ra. Cùng trong bối cảnh thời gian Mỹ tấn công lực lượng Houthis, thì nước này cũng có hành động quân sự với các quốc gia Trung Đông khác. Mỹ không kích hơn 85 mục tiêu liên quan Iran ở Iraq và Syria, đáp trả phủ căn cứ ở Jordan bị tấn công, khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết, quân đội Mỹ ngày 2 tháng 2 đã không kích hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria có liên quan lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, và các nhóm liên kết Iran bằng hơn 125 quả đạn pháo, theo hãng tin Reuters. Hãng tin AP dẫn lời các quan chức Mỹ rằng Mỹ không kích mục tiêu liên quan Iran bằng cả máy bay có người lái và không người lái. Đây là đợt tấn công đầu tiên trong phản ứng nhiều tầng của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm đáp trả phủ căn cứ Mỹ ở Jordan bị tấn công hồi tuần trước, khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và khoảng 40 lính bị thương. Các cơ sở bị tấn công bao gồm các sở chỉ huy, trung tâm tình báo, tên lửa và rocket, kho chứa phương tiện bay không người lái, cũng như các cơ sở chuỗi cung ứng hậu cần và đạn dược của các nhóm dân quân thân Iran và IRGC, những người đã tạo điều kiện cho các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ và đồng minh. Theo tuyên bố của CENTCOM về việc Mỹ không kích mục tiêu liên quan Iran, bình luận vụ không kích, Tổng thống Biden nói rằng phản ứng của Mỹ đã bắt đầu nhưng cho biết Washington không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông. Ông Biden nhấn mạnh, theo chỉ đạo của tôi, lực lượng quân sự Mỹ đã tấn công các mục tiêu ở Iraq và Syria mà IRGC và lực lượng dân quân liên kết với Iran sử dụng để tấn công lực lượng Mỹ. Phản ứng của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ tiếp tục ở những thời gian và địa điểm phù hợp. Mỹ không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nhưng cần lưu ý, nếu bạn làm hại một người Mỹ, chúng tôi sẽ đáp trả. Truyền thông nhà nước Syria ngày 2 tháng 2 đưa tin vụ tấn công của Mỹ nhắm vào các địa điểm ở khu vực sa mạc của Syria và biên giới Syria-Iraq. Truyền thông Syria cho biết có thương vong sau vụ tấn công và gọi vụ việc là cuộc xâm lược của Mỹ. Vụ không kích của Mỹ diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Biden, đệ nhất phu nhân Jill Biden cùng nhiều quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ đón thi hài 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan về nước tại căn cứ không quân Dover, bang Delaware, Mỹ. Việc Mỹ dùng 125 quả đạn pháo để mở màn cho cuộc tấn công của mình là điều khá ấn tượng cho người quan tâm đến tin tức quốc tế. Đặc biệt, loại vũ khí gì là chủ đạo cho chiến dịch này là điều không ít người quan tâm. Cụ thể, quân đội Mỹ cho biết lực lượng Mỹ tấn công hơn 85 mục tiêu trải rộng trên 7 địa điểm có liên quan lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC và các nhóm liên kết Iran. Trong đó có 4 địa điểm ở Syria và 3 địa điểm ở Iraq. Mỹ không kích mục tiêu liên quan Iran ở Iraq, Syria trong vòng 30 phút. Ngay sau cuộc không kích, Trung tướng Douglas Sim, giám đốc hoạt động của Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ cho biết máy bay ném bom B-1 của không quân Mỹ nằm trong số các máy bay Mỹ thực hiện cuộc không kích, theo đài CNN. Ông Sim cho hay các máy bay ném bom B-1 đã xuất kích từ căn cứ quân sự ở Mỹ và bay liên tục cho tới khu vực tấn công tại Syria và Iraq. B-1 là loại máy bay ném bom hàng nặng tầm xa, có thể triển khai vũ khí chính xác và không chính xác. Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ thực sự tự tin về độ chính xác của các cuộc tấn công. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy chúng tôi đã tấn công chính xác các mục tiêu nhắm tới, với một số vụ nổ thứ cấp liên quan kho đạn dược và các địa điểm hậu cần, ông Sim cho hay. Điều đáng nói là máy bay ném bom B-1 mà vị tướng Mỹ nói ở trên không hề nằm sẵn tại quốc gia nào gần Iraq, Syria để phục vụ nhiệm vụ mà anh tạc cơ B-1 bay thẳng từ Mỹ vượt Đại Tây Dương tới Trung Đông để không kích lực lượng Iran và dân quân thân Tehran tại Iraq, Syria. Trong cuộc họp báo sau khi quân đội Mỹ thực hiện cuộc không kích quy mô lớn vào lực lượng đặc nhiệm khóa thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, cùng các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn ở Iraq và Syria, Trung tướng Douglas Sim, lãnh đạo cơ quan tác chiến thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tuyên bố oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer đã tham gia vào cuộc không kích và Lầu Năm Góc thực sự tự tin về độ chính xác của đòn đánh trên lãnh thổ Iraq và Syria. Các dấu hiệu sơ bộ cho thấy, chúng tôi đã tấn công chính xác mục tiêu mong muốn.
Một số vụ nổ thứ cấp xảy ra ở địa điểm đặt kho đạn và cơ sở hậu cần mà Mỹ nhắm tới, tướng Shim cho biết. Ông cho hay để thực hiện được điều đó, các oanh tạc cơ chiến lược B-1B đã xuất kích từ Mỹ, bay liên tục vượt Đại Tây Dương tới khu vực chiến đấu. Tất cả hoạt động này đều được hỗ trợ bởi Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ cùng khả năng tiếp liệu trên không của chúng tôi, ông nói. Khi được hỏi cụ thể về loại đạn chính xác mà không quân Mỹ đã dùng, tướng Shim từ chối trả lời. Truyền thông Mỹ đưa tin hai oanh tạc cơ B-1B Lancer của nước này đã tham gia chiến dịch tấn công vị trí lực lượng Quds và dân quân thân Iran ở Iraq và Syria, phối hợp cùng các tiêm kích Mỹ tại khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM phụ trách. Hải quân Mỹ không tham gia đợt không kích. B-1B Lancer là mẫu máy bay ném bom siêu thanh được biên chế cho không quân Mỹ từ những năm 1980. Máy bay dài 44,5m, cao hơn 10m và có khối lượng rộng 87,1 tấn. Máy bay ứng dụng cơ cấu cánh cụp cánh xòe giúp cải thiện khả năng cất hạ cánh và giảm sức cản khi bay ở độ cao thấp. Sà cánh của B-1B rộng 42m ở trạng thái xòe và 24m khi cụp lại. Bốn động cơ phản lực cung cấp sức đẩy cho phép B-1B đạt tốc độ tối đa 1.340 km/h ở độ cao 12.000m hoặc 1.100 km/h khi cách mặt đất 150m. Tầm bay tối đa của Lancer đạt tới 9.400 km, rút xuống còn 5.545 km nếu mang tải trọng vũ khí tối đa. B-1B có thể mang theo 57 tấn vũ khí các loại, bao gồm bom thông thường, bom dẫn đường, bom chìm chống tàu ngầm và tên lửa hành trình tầm xa. Mỹ hiện biên chế khoảng 60 chiếc B-1B, đồn trú tại căn cứ không quân Esport ở bang Dakota và căn cứ Des ở bang Texas. John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói đợt không kích của Mỹ nhằm vào 4 cơ sở tại Syria và 3 cơ sở ở Iraq trong vòng khoảng 30 phút. Toàn bộ máy bay của Mỹ tham gia chiến dịch đều trở về căn cứ an toàn. Khi được hỏi liệu vụ không kích có nhằm chuyển thông điệp tới Iran hay không, ông Shim nói trong trường hợp này, chúng tôi tấn công các mục tiêu tương tự những gì họ nhắm tới. Đây là chiến dịch nhằm làm suy giảm, loại bỏ năng lực của IRGC một cách mạnh mẽ hơn trước đây. Chiến dịch sẽ không kết thúc đêm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả nhằm chấm dứt các vụ tập kích nhằm vào lực lượng Mỹ, tướng Shim tuyên bố. Ông Kirby cho biết các giới chức Mỹ đang chọn lựa hình ảnh có thể công bố về vụ không kích, cũng như đưa ra đánh giá tốt hơn về thiệt hại của đối phương. Hai quan chức Mỹ từ chối nêu thời điểm Mỹ sẽ mở các đợt không kích tiếp theo. Theo sự giải thích từ phía Mỹ, Mỹ mở chiến dịch không kích nhằm đáp trả vụ tập kích UAV nhằm vào căn cứ của họ tại Jordan ngày 28 tháng 1, 2024, khiến 3 binh sĩ nước này thiệt mạng. Washington cáo buộc các lực lượng do Iran hậu thuẫn đứng sau sự việc, song Tehran bác bỏ. Thời gian gần đây, khu vực Đông Địa Trung Hải chứng kiến loạt hoạt động tập trận chung giữa hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford, được xem là nhóm tác chiến tàu sân bay hiện đại nhất và mới nhất của Hải quân Mỹ, và USS Dwight D. Eisenhower. Theo trang Business Insider, nội dung tập trận của hai nhóm tác chiến tàu sân bay này tập trung phòng thủ đơn vị có giá trị cao, phòng thủ tên lửa đạn đạo, phối hợp trên biển, các hoạt động bay xuyên bon tàu và hoạt động an ninh hàng hải. Tham gia diễn tập cùng hai nhóm tàu sân bay của Hải quân Mỹ có các khinh hạm ITS Virginio Fashan và ITS Carlo Margottini của Hải quân Ý. Cuộc tập trận chung này nhằm mục đích thể hiện một mặt trận chung thống nhất giữa các đồng minh, cũng như khả năng phản ứng nhanh chóng và dứt khoát trước các cuộc khủng hoảng. Sự hiện diện của chúng tôi gửi đi một tín hiệu rõ ràng về cam kết của mình trong việc ngăn chặn sự gây hấn và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực, Phó Đô đốc Thomas Ishii, chỉ huy hạm đội số 6 của Mỹ, cho biết trong một thông cáo báo chí. Hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower và USS Gerald R. Ford được triển khai tới Đông Địa Trung Hải nhằm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel và ngăn chặn tình trạng leo thang xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza, Palestine. Sau khi kết thúc cuộc tập trận, nhóm tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã tiến vào Biển Đỏ, còn nhóm tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở lại Đông Địa Trung Hải. USS Dwight D. Eisenhower là một trong những tàu sân bay lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower gồm một tàu sân bay, một đội bay, một tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!